Trong tập trước, Bạch Trầm Hương đã thông qua khảo nghiệm và được Hải Mã Đầu La đưa tới nơi khảo nghiệm của Sử Lai Khắc Cất Quái. Vừa lúc đi tới cũng là lúc mọi người đang tu luyện, phương pháp tu luyện của Đường Tam quả nhiên hữu dụng. Mới một tháng mà đám người Áo Tư Tạp đã leo lên được 50 bậc thang. Hơn nữa, chữ Vinh Vinh lại càng lợi hại. Lúc trước mới leo được 20 bậc, mà hiện tại đã leo lên bậc thứ 53, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Còn Đường Tam đã là bậc thứ 80. Lúc này Bạch Trầm Hương đi tới, Mã Hồng Tuấn thấy nàng ta liền vui vẻ. Vậy nhưng vì trong lúc khảo nghiệm xuất hiện hình ảnh của Mã Hồng Tuấn nên sau khi gặp lại, vẻ mặt nàng ta liền không được tự nhiên, sau đó chỉ còn cách né tránh và chạy tới bên cạnh chữ Vinh Vinh. Đường Tam thấy sự xuất hiện của Bạch Trầm Hương cũng không quên chúc mừng, đồng thời muốn nàng ta cùng leo lên thử. Bạch Trầm Hương không có khảo nghiệm như mọi người, nhưng chuyện đó lại không có nghĩa là không thể thử. Ánh sáng hải thần mang tới áp lực rất lớn, nhưng cũng vô cùng có lợi cho việc nâng cao hồn lực. Vẫn là không nên bỏ qua cơ hội này. Bạch Trầm Hương nghe vậy liền háo hức tham gia, chỉ là vừa mới chạm vào màn chắn ánh sáng liền bị một luồng áp lực đè xuống thân thể. Ở trong đại điện, bà Tái Tây vẫn một mực quan sát tất cả hành động của Đường Tam. Nàng ta hy vọng Đường Tam sẽ trưởng thành, đừng phụ hy vọng của hải thần đại nhân nhìn chúng. Phải biết rằng đối thủ của hắn không phải đứng yên một chỗ chờ hắn mạnh lên. Vừa nói tới đối thủ thì phim lại chuyển cảnh tới Vũ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết lúc này bắt đầu quá trình khảo nghiệm của thiên sứ dưới sự chỉ dẫn của Thiên Đạo Lưu. Hai tháng lại trôi qua, mọi người vẫn miệt mài tập luyện, tu luyện trong ánh sáng hải thần, hồn lực quả nhiên tăng lên rất nhanh. Mới đó mà Đường Tam đã đột phá từ cấp 68 lên 69. Bạch Trầm Hương cũng đột phá lên cấp 50. Tuy nàng còn kém xa so với mọi người, nhưng đây dù sao vẫn là cơ hội tốt. Lại một thời gian nữa trôi qua, Đường Tam cuối cùng cũng đột phá cấp 70. Vừa mới đột phá, bà Tái Tây đã xuất hiện. Hiển nhiên mục đích mà nàng ta xuất hiện chính là đem hồn hoàn thần ban đưa cho Đường Tam. Mọi người nhìn thấy hành động của bà Tái Tây đều ngạc nhiên. Lần trước cực hạn của Mã Hồng Tuấn đã đạt tới 4 vạn năm, cho nên cậu ta cũng rất tò mò không biết cực hạn của nàng chính là bao nhiêu. Thân thể Đường Tam dưới ánh sáng chiếu soi liền không tự chủ được bay lên không trung. Chỉ khi đạt tới cấp 70 mới có thể chân chính thức tỉnh lĩnh vực thiên phú. Hơn nữa, phẩm chất hồn hoàn thứ 7 lại là cột mốc cực kỳ quan trọng với uy năng của lĩnh vực thiên phú. Mà nhân tố quyết định đẳng cấp hồn hoàn thần bàn chính là xem bản thân người đó chịu đựng được bao nhiêu. Biết được điều này, Đường Tam liền ép thân thể tới cực hạn, tất cả hồn cốt, làm ngân lĩnh vực, sát thần lĩnh vực đều được đưa ra ngoài cơ thể. Ba Tay Tây nhìn thấy điều này cũng khen ngợi, vừa lên đã tung ra toàn lực, không hổ là người được chọn. Quá trình hấp thu vô cùng đau đớn, mọi người bên dưới thấy vậy cũng vô cùng lo lắng, nhưng mà Đường Tam vẫn chịu đựng. Lần trước hắn vì không đủ mạnh mẽ nên đã để cho Tiểu Vũ hy sinh thân mình. Từ đó Đường Tam đã quyết tâm, vì Tiểu Vũ nhất định phải kiên trì. Tuy nhiên dưới sức áp bức khổng lồ đó, bát chu mâu trên cơ thể cũng vỡ nát, Đường Tam cũng vì thế mà ngất đi. Toàn thân được một lớp kén bao phủ bên ngoài, điều này có nghĩa rằng là quá trình hấp thu đã thành công, hiện tại đang trong thời gian nhập định, kết thúc quá trình nhập định sẽ tỉnh lại. Trở lại với Đường Môn, các thành viên của Đường Môn vẫn hoạt động như mọi ngày, vừa thu thập tin tức, vừa tập luyện, rèn vũ khí. Sau một thời gian, số lượng ám khí cơ bản đã đạt được quy mô nhất định, hiện tại chỉ còn những loại ám khí đỉnh cấp nữa mà thôi. Nếu Lầu Cao có thể nghiên cứu ra những tuyệt thế ám khí kia, vậy thì sự phát triển của Đường Môn có thể sẽ bước lên một nấc cao hơn. Dương Vô Địch vẫn miệt mài nghiên cứu độc dược, nhưng kết quả nghiên cứu lại không quá thuận lợi. Dược phường cứ vài ngày lại bị đổ một lần nên Ngưu Cao muốn Dương Vô Địch trợ giúp. Dương Vô Địch nghe tới đây vô cùng tức giận, cứ 3 ngày thì rung nhẹ một cái, 5 ngày là động đất. Dược phường của lão sắp không giữ nổi rồi, hai bên cứ như vậy lời qua tiếng lại, chiếu tương nhau không ai nhường ai. Thái Thản và Bạch Hạc thấy tình trạng như vậy cũng phải ra mặt khuyên giải. Suốt thời gian vừa rồi, trên dưới Đường Môn đều không chịu nổi nữa. Bạch Hạc lên tiếng khuyên giải, nghe xong lời khuyên, cả hai lại cười nói vui vẻ. Trở lại với Đường Tam, đã 100 ngày trôi qua, hắn vẫn chưa hoàn thành xong quá trình nhập định. Mã Hồng Tuấn tiến lại gần xem xét, tay vừa khó gõ vài cái thì kén cũng nứt ra. Tưởng lần này do mình làm vỡ kén nên Mã Hồng Tuấn vô cùng hoảng hốt. Rất nhanh Đường Tam đã thức tỉnh, chỉ là tóc trên đầu vì trải qua quá trình nên đã biến mất. Điều này khiến cho mọi người được một phen chế nhạo. Đường Tam thế vậy cũng bất ngờ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe chữ Vinh Vinh giải thích, hắn mới ngỡ ngàng. Không chờ đợi thêm, Đường Tam liền sử dụng ra làm ngân lĩnh vực. Làm ngân lĩnh vực có khả năng phục hồi, cho nên chỉ trong phút chốc mái tóc đã mọc lại. Sau đó Đường Tam cũng không quên bộc phát ra hồn hoàn để kiểm tra. Nhìn thấy hồn hoàn màu đỏ kia, mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới hồn hoàn thứ 7 của hắn lại là 10 vạn năm. Điều đáng kỳ lạ hơn là bát chu mâu sau khi bị nứt ra đã mọc lại, thậm chí còn lợi hại hơn nữa. Và tới đây thì tập phim đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé!